Ồ, mới vô là thấy hoành tráng ở cái bình xăng con này nha. Không chạy Hâm hố quá. không chạy các cũng đã bỏ nghe. Báo cáo với các bạn là giấc này là bữa trưa nha, là thời điểm mà anh Tấn ảnh vừa làm xong cái máy 182 với cái bình xăng con của Attila. Một nước mà không sao hư đó phải không? Anh bạn này thì lại lấy đồ nhưng mà làm chưa rồi, phải ngồi đợi chứ không có về về sợ mất mất chỗ. Đệ tử thì nó đang rửa hai cái máy này, hai máy xăng, cái 200 với cái motor. Còn bên đây là cái máy Macan của mình, giới thiệu khái quát của bên ngoài. Rồi anh hôm nãy giờ thấy quá trình anh Tính anh làm cái bình xăng con này, anh có ý kiến gì không? Ngon, bình xăng này chắc chạy dữ lắm à. Ở miền Nam mình nói ngon là ok đấy các bạn, chứ phải nói ngon hay sao không ăn đi thì chết liền à. Đầu tấm hai này hôm trước có cho nổ lại rồi, hôm đó mình gắn cái bình xăng gì anh Tính? Bình xăng có nốt không? Xăng 13 Xăng 13 ông đổi bình xăng khác phải không? Thôi bữa đó mình lấy cái bình xăng của Mitsu của nó chứ. Mình để vô giật té lên té xuống nó là bữa đó bị yếu yếu lửa. Thì của nó thì yếu lửa. Yếu lửa thì hôm hôm trước cái lục được cái bình xăng này là của thằng GB220. Để vô chạy ngon lành, giật nhảy đàng hoàng nhưng mà có cái là nó bị dư xăng. Dư xăng thì nó nổ bập 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 phải không anh Thâm? Đúng rồi. Thấy không? Hôm nay ông xài máy dầu mà ông cũng biết máy xăng nữa đó. Dư xăng thì nó bập 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 cái bình xăng này không ok là tại vì nó hao xăng. Nếu mà mình xỏ cái lỗ mũi lại thì chạy vẫn được anh, nhưng mà xỏ mũi thì nó mất zin. Anh Tính thì anh khoái thả đồ zin, thành ra anh xài cái bình zin của cái xe Attila mới mua 1,5 triệu. Dữ dàng không? Bình xăng này mà chạy cái mát luôn rồi. Nhưng mà mất cái này cũng không hiểu thôi, cái bình xăng này là nó còn đang sử dụng hay là nó sử dụng không được rồi ta bán ra cũng không biết nữa. Sao anh Tính? Biết nguồn gốc nó không? Lúc mà ta bán rồi mua chứ. Là chỗ gã xe hay là cái chỗ mà anh phế liệu? Gã xe ha, hy vọng còn chạy được anh Tâm ơi. Chứ chờ phế liệu là nhiều khi cái bình chạy không được ta bỏ vô bình phế liệu. Không, cái bình này là không phải là bình phế liệu đâu, bình xăng này thấy còn bán lắm mà. Bán không? Con nằm lại nó bụi nguyên có bói lắm. Không trả lời, bán không mà. Bình xăng còn bán lắm mà. Cái bình xăng này thì nó xài bằng chân không, nó gồm cái bướm ga và cái bích tâm ga hai cái này điều khiển này, nhưng mà cái điện này vụ điện này vụ gì không lo quên không biết nữa. Ngày đó nhớ có làm mà quên mất tiêu. Thôi kệ đi, giật chạy đi, tính sao anh Tính anh cầm máy quay tay báo đồng hồ xăng còn đó, giờ thì mình tra nổ lại nha. Mấy giờ anh Thâm? Đó giờ tốt rồi đó, 1:30 là trở lên là ngon này. Thôi gì rút ra đi anh, rút qua đi. Ký lại. Thấy sao? Thấy cái lớn là ok phải không? Quá bắt dữ dằn luôn, tại vì cái bình xăng này không lớn. Thì không thiếu mọi người chú. Kích qua, kích qua. Chỉnh ra nhỏ thì chỉ chỉnh cái bích tông ra thôi. Mình sẽ dặn vô nó nghe. Cảm giác sao anh? Cái trước cái sạc sẽ thấy được rồi đó. Không sai lầm ha. Không sai lầm. Chuyện gửi không? Không. Nó là của xe máy, thành ra nó giống xe máy là chuyện bình thường thôi. Ha anh Tính. Đó. Đâu đâu. Đó.
xăng là bình xăng độ rồi. Đó, bây giờ nó bị dư xăng thì mình thả đó xuống. Mà sao lấy ra được ta? Vô này. Nói trong nó thiệt à. Có cây gầy đó. Dẫn nó cũng giúp. Quá hàn quá hàn. Mà mò lập cũng được. Ủa cái này có đốt đâu hả? Tăng hạ gì đâu. Có mất một hành tính. Nhưng mà rửa chứ 150 rồi. Lấy vậy kỹ quấn thì cho nó luôn nó được được. Đi quấn nó giống lên. Luôn cắm lên nữa không được vậy. Thôi số phận nó vậy vậy nó. Dư dư đi, làm ăn mà nó dư là nó ngon rồi ha anh Thân. Nó thiếu chứ dư rồi lắm mà. Không mình sang là nổ bóc thẹt. Gà lớn thì chạy như đạn luôn á. Rảnh tông ga. Này không có rảnh anh. Tròn tròn ha. Tại là nó kéo lên là nó nhờ cái giải mát này nè. Giờ tôi động thịt lên thì dưới rồi. Thằng này làm như vô con lỗ ốc hay gì nè. Cái chỗ ấy của người ta. Lò xo đâu? Chiếu lại cái lò xo. Một. Tức ngay chính giữa này nè, lò xo. Một. Hai là thợ. Một, hai, ba. Hay quá. Có hai tay nó bỏ đi. Muốn vắng này kìa. Không muốn buộc gì đó buộc. Buộc chi giật được vô đây là nó chi giật, nó giật giật cũng được. Có chỉnh lớn nhỏ không ở ngoài đây chứ không? Không phải chỉnh cái kim xăng trên bụng chó rồi chứ. Mình chỉnh ra cho nóng lên chút xíu. Bữa nào mình có đua giỏ hay gì mà nó mình xăng lại mình chạy nha. Rồi ok. Thì anh thấy rồi. Đó thử đây. Đó thử đây.
sáng vô ai cắt hư người ta uống. Canh tây không ngon không? Bị viên xăng chạy canh tây mát nó không được. Rồi, giờ này anh tây xứ nha. Kiếm cho nó anh bắt vô. Dặn cái này ra, dặn chưa? Đồ bắt. Đồ bắt. Này. Không được. Mấy người khoan đây lỗ bắt vô đây nè. Còn đi vô đó đó. Mấy nẹt ta. Đây nè. Mở ốc này ra. Lấy mấy nẹt mỏng quá. Rồi, xây qua cái đó lụm lẹ liền cái coi. Thôi để đi. Đó gì bắt ra đi. Anh muốn về muốn bắt đầu anh bắt đi. Đó. Đưa anh. Chạy bắt chạy luôn. Sao ta? Bây giờ anh Thâm anh có trách nhiệm là đưa cái máy này ra tiếp đứng à. Ha, hay là anh Hà. Anh Tiểu. Anh muốn cái nào? Thôi, thiên má là chắc ăn phải không? Thiên bắt giác rồi đó là đúng ngày của mình rồi. Bây giờ thì anh tính thôi anh lấy về đi, cái chuyện gì tính sao? Chắc này quá trời đuối rồi. Bây giờ nhớ thăm nhớt nha anh. Đâu có chạy chưa? Thì đương nhiên có nhớt mới chạy được. Trời ơi, mấy máy này. Người nào phấn khích nhất là cái máy mài cam của mình nha. Nhắc nhắc lại rồi. Này wow. Mới làm nữa rồi. Mình sẽ nữa mình mài cho anh, các bạn coi chơi. Có đá đâu xứng được đây rồi. Thôi. Các mày đuổi về. Người ta đuổi là giận, còn này đuổi là còn mừng nữa đó. Anh tính á. Sáng giờ đó. Mắc kẹt hoài đó. Thôi xong một cái ca bệnh rồi các bạn ơi. Mình cho nổ lại mấy máy này cho các bạn xem chơi nha. Máy này cho nó. Rồi, tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại cái video sau nha.